bạn nào mà đang bị tình trạng da mẩn đỏ nè, sẹo nè, thâm nám thì cả nhà hãy coi hết clip này của tôi nha. Bữa giờ tôi thấy cả nhà mình đang rần rần về em kem tái tạo nội sinh của nhà em Queen Skin này đây, nên tôi cũng phải check coi làm sao. À mà tôi mua một hũ kem tái tạo nội sinh nè, còn được tặng kem HA 5g này nữa đó. Về cái thiết kế bao bì của em, nó là dạng hũ nè, rất là sang chảnh, cầm chắc tay, chất kem thì mềm mịn mỏng, thẩm thấu rất là nhanh luôn. Hay lên hình lung linh là thế chứ cả nhà coi nè, đây là cái làn da của tôi 7 ngày trước á, đi quay đi chụp nhiều quá mà, nên cái da của tôi cần phải được tái tạo gấp á. Sẵn đây á thì cũng quay lại cái quá trình sử dụng cho cả nhà mình coi luôn. Ngày thì Linh sử dụng em nó 2 lần vào buổi sáng và tối nè, và trong quá trình thì chúng ta không được sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào khác trên da mặt đâu nha, vì em nó có chứa AHA giúp tẩy đi lượng tế bào chết nè. Ngoài ra em nó còn có cái tính năng cấp ẩm nè, sẽ làm quá trình tái tạo da diễn ra một cách dài hơn. Và cho cả nhà coi nè, chỉ sau 3 đến 5 ngày cái da của tôi đã có dấu hiệu bong nè. Nhưng cả nhà cũng yên tâm rằng tôi không có cảm thấy đau rát hay là châm chích gì trong suốt quá trình sử dụng em nó đâu nha. Và lúc này chúng ta nên sử dụng kem HA để đẩy nhanh quá trình bong da, đồng thời dưỡng trắng da nè. Cũng đừng lo nha, việc sử dụng em kem tái tạo da này không vượt quá 15 ngày đâu, nên rất là đảm bảo an toàn cho da luôn á. Đấy, bí quyết thì tôi đã chia sẻ rồi, còn muốn đẹp hay không là do mấy bà đó nha.